Đúng, hiện tại là mình đã tới Đà Lạt rồi anh em à. Thì cái khúc đường này là mình sẽ chạy lên chỗ đèo Sacom ha. Thì mình ra là chỗ đèo Fan. Thì mình thông báo tình hình với anh em là hiện tại á, ở Đà Lạt thì công an cũng không có. Nói chung là tụi mình đi cũng thời gian khá là sớm. Mình nghĩ là một thời gian xíu nữa tầm khoảng 7-8 giờ thì công an họ sẽ đứng thôi. Nói chung là anh em đi thì anh em tranh thủ ha. Đi Đà Lạt á, thì mình thấy cái khung giờ đi thoải mái nhất đó chính là khoảng 1 giờ đêm. Đi tới Đà Lạt tầm khoảng 7-8 giờ sáng là ok. Hiện tại là mình đi tới đây là đã khoảng 6 giờ. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với blog của mình nhé. Thì mình là Cu Đen đây. Hiện tại là Cu Đen đang chuẩn bị xong rồi. Và bây giờ là Cu Đen sẽ có một cái chuyến tour cùng với những anh em. Thì mình sẽ bảo tour lên trên Đà Lạt. Và mình sẽ bảo lại về Bầu Trắng, Nha Trang. Mình sẽ bảo lại Sài Gòn ha. Thì hiện tại là mình đang đi chiếc 68 cộng 4 của mình. Hy vọng là chuyến tour này nó sẽ có những kỷ niệm đáng nhớ. Và để cho anh em xem ha. Hy vọng mình sẽ đi an toàn về tới nơi tới chốn. Ok, thì bây giờ là mình sẽ chuẩn bị và mình khởi hành thôi nha anh em. Thì hiện tại đây là con xe của mình đã tháo hết hai bên bửng rồi để chạy cho nó ok hơn. Ví dụ là nó có bị cái gì đó thì mình tiện thì mình coi nó như bị thế nào. Nói chung là tháo để cho nó mát máy thôi. Ha. Nhớ mày hỗ trợ tao đi an toàn nha. Ở nhà nha cô. Thì bây giờ là khởi hành đi thôi. Đeo giày và mình sẽ ra quán cà phê ngồi một xíu và mình sẽ khởi hành đi nhé anh em. Đúng. Thế hả? Ok anh em, thì hiện tại là mình đã tới Nha Anh Thiện rồi. Và bây giờ là anh em sẽ khởi hành để đi đâu anh Thiện nhỉ? Đi đi Vũng Tàu. đi Vũng Tàu nha anh em. Thì ở đây mình sẽ có một cái con rim. Rim này là rim rim thuốc. Thì cái xe này thì mình đang hưu cái xe đấy nhất, tại vì xe đó bình xăng nó rất là nhỏ, đi đổ xăng cũng hơi bị đuối đấy. Xe của mình thì bình 7 lít rồi nên nó khỏe hơn, còn xe anh Thiện thì cũng cỡ cỡ ngang mình á, đi là anh em đổ chung. Còn cu này có 2 lít mấy đúng không? 3 lít. 3 lít đổ cũng hơi phê á. Thì bây giờ là anh em mình sẽ khởi hành đi anh em nha. Ok, khởi hành. Vậy ta? Dạ. Đem đồ ít vậy. Đây nè. À, hai cái ba lô vậy hả? Ừ. Cái này để chỗ này. Ừ. Cái này để chỗ này. Đúng rồi. Wow, nặng dữ á. Ba lô mà mấy đồ lặt vặt đúng không ạ? Áo không ai được đồ. Cái này mới mệt nè. 6 bình nhớt. Rồi mỗi lần đổ xăng rồi mới mở ra. Ừ. Được vậy. Cái này bỏ gì? À, 6 bình nhớt. Trời đất ơi. Một bình nước mát, một bình xịt sơn. Ba cái cầu lê, một cái kèm, một cái dít. Thế rồi. Ok, thì bây giờ là anh em sẽ khởi hành mình đi thôi. Thì cũng có những anh em mà thường xuyên đi chơi với nhau, giống như là mình là Thiện là với thằng cô em của mình. Thường thường là sẽ có thêm một Tài chăm ba nữa. Nhưng mà anh Tài thì hiện tại lại đã về quê rồi. Đó, thì chỉ còn những anh em mà chơi với nhau thôi. Hiện tại là có một chiếc rim. Rim này cũng làm nhẹ rồi. Một chiếc bô xăng lửa và một chiếc số 8. Hy vọng là cái chuyến tour này nó sẽ để lại nhiều kỷ niệm cho anh em. Mình sẽ giới thiệu anh em nhiều nơi địa điểm chơi hơn. Chúng là mình cố gắng mình vào lên tới Đà Lạt và mình dục xe trong trong địa phận Đà Lạt luôn, rồi mình sẽ đi với anh em ha, tại con này cũng hơi nguy hiểm một xíu. Chín xương rồi. What the fuck, bị lỗi gì rồi? Ừ. Bị lỗi gì ta? Rồi xong.
thì bây giờ là anh em mình tiếp tục vào đi thôi. Nãy xe của mình nó gặp một chút vấn đề, có thể là do cái bình nó bị hết rồi anh em ạ, nó bị yếu bình hoặc là do cái bình nó bị hư rồi, nãy là mình phải xoay bánh đó. Hy vọng là từ đợt này mà đi ra ngoài đó thì nó sẽ không có bất chắc gì hết. Thực sự đây là cũng khá là quen thuộc các anh em, mình đi bên thiện cũng được 3 4 năm rồi. Anh em đi từ những chuyến tour đầu tiên cơ, từ khi mình còn đi một chiếc xe nhỏ, mình còn đi một chiếc Sijin cơ đó. Hiện tại thì tài chính của mình nó ổn hơn một xíu á, mình đã có cơ hội để mình chơi thử những chiếc xe lớn hơn, trải nghiệm tốt hơn, ok hơn đấy. Bây giờ là mình sẽ bà ra tới Đà Lạt, và trên đoạn đường đó có những cái gì hay, có những cái gì đáng xem thì mình sẽ quay lại cho anh em xem ha, và mình sẽ chia sẻ cho anh em xem về cung đường này đi và sẽ đi như thế nào, và chia sẻ cho anh em những anh em sau Tết đó, thì đi Đà Lạt liệu có ổn không đó, chuyến Đà Lạt nó sẽ ok không, và hứa hẹn anh em sẽ có một cái clip tuyệt vời hơn. Ok nha, bây giờ là mình cũng khởi hành đi thôi. Nếu mà anh em còn nhớ thì đây là cái cây xăng mà tụi mình cũng đã từng đi tour với nhau và từng đổ xăng với nhau đó. Đây là cây xăng mà mình với lại ông Thiện cũng đã từng đổ rồi. Hiện tại là cái xe của mình nãy vừa đổ đầy bình rồi, thế nên mình sẽ không đổ nữa ha, mình sẽ đợi hai anh em đó đổ rồi mình tiếp tục chuyến đi. Thì hôm nay á, đây để mình tắt máy thử nha, mình để lại xem được không, đừng để lại xem được không, tại vì hiện tại là cái bình của mình nó bị hết hay là bị hư gì đó, hay là do mình lên cái đèn này nó hao bình thì mình không có rành rồi đó, thấy không, nó bị hư bình rồi, giờ chỉ có xoay bánh thôi. Lại ơi, hư bình rồi lại ơi. Thì bây giờ là mình chỉ có xoay bánh thôi. Đó, hạn chế tới đó, hạn chế tốt nhất, hạn chế nhất là cái việc mà tắt máy. Hơi xui một xíu nhưng không sao. Mình nghĩ cũng không phải là hư bình đâu, hay là do cái gì không biết nữa. Rồi, đại ca của mình coi, đại ca của mình chắc đi ngủ rồi. Thôi kệ, không sao, nó sẽ có một cái trải nghiệm gì đó cho mình ha. Bây giờ là quay bánh. Đợi hai anh em kia đổ xăng xong thì mình sẽ quay bánh ha. Đẩy em đi Thiện ơi, đẩy đi, đẩy đi. Ờ, xem hư bình rồi. Ờ, nó bị hư bình hay hư cái gì em không biết nữa. Hư bình rồi. Lại, 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 lại. Vô trong ghế đá trước đi, vô trong ghế đá trước đi. Anh em vô trong ghế đá trước đi. Rồi lên kia coi, lẹ lên. Cầm ơi kia coi. Mình sẽ quay bánh anh em. Ôi, đứng ngồi xuống nhà, dập tay ạ. Ủa, bị gì hả? Ồ, đầu xanh. Đấy à? Hôm nay là mùng, hôm nay là vừa qua mùng 4 rồi anh em ạ. Mình thấy đông kinh khủng luôn á. Mình đi từ Sài Gòn lên và mình thấy đường bây giờ là khoảng 3 giờ sáng. Mà hiện tại cái đường này nó giống như là một cái cung đường buổi sáng buổi trưa vậy anh em ạ. Vãi đông cực kỳ luôn, mấy bạn đi tour rất là nhiều. Đó. Thì bây giờ là anh em hưởng đi tour rất rất là nhiều luôn. Mình thấy là anh em đổ lên Đà Lạt rất là nhiều. Thì mình có một người bạn ở trên Đà Lạt, họ báo là hiện tại đó, ở Đà Lạt cũng rất là đông nha anh em. Đông về cả giao thông nè, và đông về cả
như là người á, Sài Gòn đổ lên cũng rất là đông ha. Thì trong chuyến tour này á, mình cũng thấy có hơi một hơi nhiều sự bất chắc một xíu. Đó là cái xe của mình á thì hiện tại nó bị hư của mình không biết, có thể là nó chưa bị hư bình rồi hoặc là nó bị lỏng dây đâu đó thì mình chưa kiểm tra được. Còn thằng cu em mình á thì nó lại bị hư nó bị kêu cò nè, đó, rồi nó bị xì nhớt. Nói chung là đi trước rim đó nó mới mua xong nó cũng chỉ kiểm tra nữa. Còn ông Thệ thì thoải mái bình thường tại vì ông Thệ là đi xe zin. Nói chung là anh em thấy không? Đông cực kỳ, bây giờ là khoảng 3 giờ sáng mà rất là đông. Đó anh em thấy không? Đông thực sự luôn ấy. Kiểu như cảm giác là kẹt xe luôn anh em ạ. Đông kinh khủng. Kiểu giống như là mình không biết là diễn tả như thế nào nhưng mà mình thấy nó rất là đông. Nhưng mà ngược lại mình thấy không khí thời gian hiện tại là cũng khá là không có lạnh. Hiện tại là mình chỉ có mặc một cái áo khoác thôi và cái này là cái xốp nha. Nhưng mà nó không có lạnh anh em ạ. Không phải lạnh. Thế nên mình thấy cảm giác ở đợt trước á, năm ngoái mình đi nó thời gian này thì nó phải gọi là lạnh thì thôi luôn á. Nhưng mà giờ này thì mình không biết ở trên đó nó sẽ như thế nào. Nhưng mà ở dưới hiện tại là mình đang đi tới gần khúc đèo Bảo Lộc rồi. Và mình thấy nó không có lạnh lắm. Ok. Tuyệt vời. Bây giờ cho từ giờ cho tới từ nhà cho tới đây là rất là tuyệt vời rồi. Còn từ đây cho tới Đà Lạt thì mình không biết sẽ như thế nào nữa. Anh em của mình đón xem có những gì nha anh em. Rồi bắt đầu mình vào sương mù rồi. Oh my god, mình không thấy gì cả anh em ơi. Nhưng mà cái sương mù này nó không có lạnh thực sự luôn. Mình không biết nó là sương mù hay nó là khói nhưng mà mình thấy không có lạnh. Không biết có phải là do mình châu bò không. Cứ thường thường cái sương mù này nó rất lạnh nha anh em. Tầm nhìn của mình giảm xuống bằng không rồi anh em ạ. Mình hầu như là không thấy gì luôn á. Chung là hầu như là mình đội mũ phun phay là mình không thấy gì hết. Bây giờ mình chắc mình mở kính lên mình chạy thôi anh em ha. Mình cảm thấy có mùi gì đó. À, hóa ra là mùi khói à. Mình cứ tưởng xương. Ai dè là khói. Oh my god. Chung là đi đèo thì anh em cứ từ từ mà đi thôi. Tại vì mình không thấy phía trước là gì mà. Thế nên cứ từ từ mà đi. Kiểu dưới như là đoạn đường nó thực sự là vắng rồi á thì anh em hãy vượt. Thoải mái mà. Mình còn cái đèo nữa cơ. Đèo Sắc Com. À, đèo này là đèo Bảo Lộc đúng không? Thì mình sẽ tới một cái đèo nữa. Đó chính là đèo Sắc Com. Rồi ngày mai tụi mình sẽ đèo tới một cái đèo nữa. Cái đèo đó là cái đoạn đường đèo dài nhất. Đó chính là đèo Khánh Lê mà mình từng đi. Cái đèo đấy dài vãi trưởng ra ấy. Mà đợt đấy tụi mình đi khuya cơ. Tụi mình đi đêm cơ. Thế nên nó không có nhìn thấy cái gì hết. Chỉ nhìn thấy lâm tặc. Rồi trộm rừng này, rồi trộm lúa, rồi các kiểu con đà điểu. C
xe mình bắt đầu nó bị ngu rồi anh em ạ. Cảm giác máy nó ngu quá, với lại tai của mình nó bị ù quá, thế nên mình không nghe được cái máy của nó có bị kêu hay không. Mình thấy máy ru à? Kiểu như là lên trên này đánh lừa thị giác, đánh lừa thính giác đồ này đó. Đi đến em ru à, xong lên tới Đà Lạt đó, cái tai nó hết ù quá, máy nó kêu như cái máy cày. Tại vì xe của mình hiện tại nó đang bị vấn đề rồi mà, nó bị gì nhỉ? Nó bị kêu cò rồi. Thì lên tới Đà Lạt thì quyết định là thay một bình nhớt. Đó, rồi để xe đó, ngày mai bảo ra Nha Trang châm dọc đường, rồi một bình bảo vệ. Đó chứ mình cầm có 3 bình nhớt thôi, chứ không phải 6 bình đâu. Ok thì hiện tại là tụi mình đang đổ xăng anh em. À, đông quá trời đông luôn. Nói chung là chưa bao giờ mình thấy cảnh tượng như này anh em ạ. Tại vì năm ngoái mình đi cũng không tới mức như này đâu. Kinh khủng. Nhiều lắm luôn á. Nói chung là năm nay thấy đúng đông luôn á. Hiện tại là mình đã tới Đà Lạt rồi anh em ạ. Thì cái khúc đường này là mình sẽ chạy lên chỗ đèo Sacom ha. Thì mình ra là chỗ đèo Fan. Thì mình thông báo tình hình với anh em là hiện tại á, ở Đà Lạt thì công an cũng không có. Nói chung là tụi mình đi cũng thời gian khá là sớm. Mình nghĩ là một thời gian xíu nữa, tầm khoảng 7-8 giờ thì công an họ sẽ đứng thôi. Nhưng mà anh em đi thì anh em tranh thủ ha. Đi Đà Lạt á thì mình thấy khung giờ đi thoải mái nhất đó chính là khoảng 1 giờ đêm. Đi tới Đà Lạt tầm khoảng 7-8 giờ sáng là ok. Hiện tại là mình đi tới đây là đã khoảng 6 giờ sáng rồi. Thì 6 giờ sáng rồi thì nói chung là một xíu nữa mình sẽ hoàng hôn nó sẽ sáng lên. Nó rất là đẹp ha. Chắc chạy dữ quá luôn đó. Bây giờ là mình sẽ phải đẩy bộ này anh em. Lên tầm 18 cây là được. Bây giờ là hiện tại thì hiện tại như này cũng rất là lạnh anh em ạ. Mình không biết nữa nhưng mà ở trên cái khúc Bảo Lộc ấy nó không có lạnh đâu. Mà mình xuống tận dưới này này, bắt đầu cảm giác rất là lạnh nha. Đúng cái kiểu cảm giác của Đà Lạt luôn á. Cái cảm giác này chỉ làm cho mình gì anh em biết không, muốn ngủ thôi. Cái cảm giác này chỉ muốn đi ngủ thôi, không muốn làm gì chơi nữa. Mà tình hình hiện tại là mình thấy Đà Lạt cực kỳ đông luôn. Đông lắm luôn đấy. Mà không biết là vào Đà Lạt họ sẽ như thế nào. Nhưng mà mình thấy trên cái cung đường đi Đà Lạt rất là đông. Mình thề mình chưa bao giờ mình thấy cái cảnh tượng này như vậy á. Tại vì trước giờ mình cũng không có đi Đà Lạt về Tết nhiều. Mình thường đi về cái ngày mà ngày thường thôi. Thì mình không thấy nó đông cỡ này đâu. Chứ hôm nay anh em đi cũng khá là may mắn. Xe của anh em có trục trặc một chút vấn đề, nhưng mà có giải quyết ổn thỏa hết rồi, không có sao hết. Wow. Bây giờ là tụi mình đang vô đèo Sacom. Cái đèo này không biết là đèo gì ha. Mà hiện gọi là Sacom, mình cũng biết là Sacom nhưng mình chưa biết cái đèo này đèo gì hết. Cái đèo này anh em sẽ đi cái hướng giống tụi mình á. Nó sẽ xa hơn cái đèo kia ha. Xa hơn cái đèo mà anh em đi bình thường. Nhưng mà nó rất là vắng, đồ đã rất là vắng và cảnh rất là đẹp. Và cũng rất là lạnh lùng. Bà nội ơi, quéo qua. Đang chiều. Nhiệt độ bây giờ là khoảng 16 độ C. Đủ để làm thằng em không nhỏ đầu ra nữa, phải lấy nhíp gấp. Ui, thề bây giờ có cái thử thách nào mà cái thử thách không bằng thử thách này anh em biết thử thách gì không? Đi tè vào mùa này hoặc là đi tắm vô mùa này. Tao thằng em nó phải gọi bằng cúc. Mình kêu nó ra nó không ra đâu. Chui nó luôn. Nói chung là xe của mình đi đợt này nó cũng không hụt nhiều lắm. Nó chỉ bị kiểu giống như là mày không biết nó lên trên này cái tự nhiên bị nó bị dư xăng một cách đột ngột luôn á.
nó nổ đục luôn đó. Ủ tai quá. Má lạnh quá. lạnh kìm về không được luôn á. Okay, dạ. Lạnh quá. Mấy bánh này ơi. Oh my god. Ăn nguy liệu luôn. Lê luôn á. Lê luôn á. Quá đúng lạnh luôn á. Đâu vậy hả? Ok thì hiện tại là mình đã tới cái nơi mà mình sẽ ở rồi anh em. Trời đấu xanh.